tới đây cũng rất là vui, thì ngày vui của hai cháu thì mình cũng có chúc lời có chúc vậy, thì chúc cho hai cháu nó trăm năm hạnh phúc. It's your love I know that gives me strength. Ngày 23 tháng 5 năm 2021, hôm nay là một ngày đặc biệt nhất, đáng nhớ nhất trong đời tụi con. Ngày tụi con chính thức về chung một nhà. Tụi con không biết nói gì hơn ngoài hai từ cảm ơn. Cảm ơn ba mẹ hai bên, những người đã luôn yêu thương và luôn dành cho tụi con mọi điều tốt đẹp nhất. Tụi con cũng gửi lời cảm ơn đến thân tộc hai bên, bạn bè đã không ngại đường xa để đến đây chung vui với tụi con trong ngày vui hôm nay. Từ đây nên vợ nên chồng, tụi con hứa sẽ sống thật hạnh phúc, sẽ luôn yêu thương nhau và luôn bên nhau dù cho có sướng khổ ngọt bùi. But I can't stop.